có mặt trong đêm chung kết hội thi tối hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Chu Thế Huyền, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, và trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Xuân Tránh, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Và kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, toàn thể nhân dân và quý du khách thập phương, ngay bây giờ đây chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón 10 thí sinh ưu tú nhất thể tham dự hội thi thanh niên thanh lịch huyện Diễn Châu năm 2019.